trong màn đêm tĩnh lặng của rừng rậm Madagascar, một đảo quốc ngoài khơi bờ biển Đông Nam Bộ của Đại lục Châu Phi, một sinh vật kỳ bí bắt đầu cuộc săn mồi của mình. Đó chính là khỉ Ai Ai, một bậc thầy săn mồi với phương pháp độc đáo mà không loài nào sánh kịp. Khỉ Ai Ai là một trong những loài linh trưởng đặc biệt nhất thế giới, với ngoại hình kỳ lạ và những đặc điểm đáng kinh ngạc. Trung bình một chú khỉ Ai Ai nặng 3 kg và dài khoảng 40 cm, với một chiếc đuôi xù đầy lông, dài tương đương với cơ thể với những chú khỉ ai ai đã trưởng thành thì ta nhìn như tai rơi mắt to tròn và trong mắt hơi ngả màu nâu vàng và chúng có tuổi thọ trung bình khá ngắn chỉ khoảng 10 năm khi ai ai có đôi mắt to tròn sáng rực giúp chúng nhìn rõ trong bóng tối đôi tai lớn như tai rơi giúp chúng lắng nghe âm thanh nhỏ nhất trong rừng bộ lông của chúng màu đen tuyền dài và mượt giúp chúng ngụy trang hoàn hảo trong bóng đêm nhưng điểm đặc biệt nhất chính là ngón tay giữa dài và mảnh như cây kim của chúng công cụ chính trong việc săn mồi bạn hãy tưởng tượng trong bóng đêm Chú khỉ ai ai với đôi mắt to tròn sáng rực, đôi tai lớn như tai rơi của chú vểnh lên lắng nghe tiếng động để tìm kiếm các loại ấu trùng trong vỏ cây. Và không giống như các loài linh trưởng khác là nhảy truyền từ cành này sang cành khác mà chúng đi bộ dưới đất. Đến gần một thân cây mục, chú dừng lại. Ngón tay giữa dài và mảnh của chú bắt đầu gõ nhẹ lên thân cây, từng nhịp từng nhịp như những tiếng gõ cửa bí ẩn. Âm thanh vọng lại giúp chú phát hiện ra những khoảng rỗng bên trong, nơi ấu trùng và côn trùng đang ẩn nấp. Với sự chính xác của một nghệ nhân, khi ai ai dùng răng cửa sắc nhọn của mình khoét một lỗ nhỏ trên thân cây. Âm thanh của gỗ bị khoét vang lên trong đêm, nhưng chú vẫn kiên nhẫn và tập trung, như biết chắc rằng một bữa ăn ngon lành đang chờ đợi. Khi lỗ đã đủ lớn, ngón tay giữa dài và mảnh của chú khéo léo luồn vào bên trong. Chú nhẹ nhàng mò mẫm, cảm nhận từng chuyển động nhỏ. Và rồi, với một động tác nhanh gọn, chú móc ra một con ấu trùng béo ngậy. Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt đáng yêu của chú khỉ ai ai khi có được chiến lợi phẩm sau một quá trình săn mồi đầy công phu. Ngoài các loài ấu trùng, côn trùng là thức ăn thường xuyên, chúng còn ăn trái cây, trứng và măng. Và điều rất đáng buồn là chúng cũng đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng mà tình trạng còn rất nguy cấp nữa. Nguyên nhân của việc này là do nạn chặt phá rừng ngày càng nhiều, con người đã chiếm hết môi trường sống cũng như nguồn thức ăn của loài động vật, khiến chúng phải ra phá hoại mùa màng để tìm kiếm thức ăn. Nguyên nhân thứ hai lại vô cùng dị đoan. Những người dân bản địa trên hòn đảo Madagascar tin rằng gặp phải loài khỉ ai ai này sẽ mang đến những điều không hay đặc biệt liên quan đến cái chết chính vì thế khi gặp phải bắt và đâm vào mắt của chúng nếu không được bảo vệ ngày loài khỉ ai ai chỉ còn xuất hiện trong sách vở sẽ không còn xa